chiều. Chúng tôi xin chúc anh em có một ngày cuối tuần vui vẻ với chiến binh của mình và với các cô trò bà Đông Triều. Sau đây chúng tôi sẽ tiến hành bung nó lồng để tiến hành hội thi. Vâng, xin chào tất cả mọi người xem. Đầu tiên đến với video của mình, Dũng xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người một ngày mới nhiều niềm vui. Và chia sẻ với tất cả mọi người, ngay lúc này Dũng đã có mặt tại câu lạc bộ thị xã Đông Triều, Quảng Ninh mọi người nhé. Và chia sẻ với tất cả mọi người thì câu lạc bộ Trà Mào thị xã Đông Triều là một trong những câu lạc bộ trẻ mới thành lập. Đấy, và hôm nay anh em trong câu lạc bộ Đông Triều đã đứng ra tổ chức một đấu trường. Vé đóng đầu lồng là 500.000 trên một đầu lồng và số lượng lồng là 80 lồng và được phun dàn. Và ngay lúc này thì quá trình bung áo lồng, nếu cần điều chỉnh các yếu tố trong lồng thì chúng ta có thể điều chỉnh. Trận đấu chuẩn bị ví dụ như là bỏ hoa quả hoặc cắm thêm hoa quả hoặc là bỏ cầu chính hay là di chuyển vị trí cầu tùy anh em. Trận đấu chuẩn bị được diễn ra thì tất cả anh em đại nhân cũng được bên ban tổ chức và điều hành yêu cầu tự vào để bung áo lồng những chú chim của mình. Đấy, và ngay lúc này thì cũng chia sẻ với tất cả mọi người là trên dàn đấu là đã được phun dàn rồi mọi người nhé. Bung áo là xa lồng nên là xong. Thế và ngày hôm trước chúng tôi rất cảm ơn các anh em chủ chim đã vào xem hỗ trợ ban tổ chức. Vậy là vòng thi đấu thứ nhất của đấu trường 80. Chú chim 334 và 357 thì giám khảo nhắc nhở về của anh em câu lạc bộ Đông Triều đã được diễn ra. Và chú chim 359 thì nhắc nhở theo thi đấu. Cũng như là 3, chúng tôi cũng lưu ý ở vòng thi đấu thứ nhất này nếu 366 đã phải dừng cuộc chơi đầu tiên mọi người nhé. Đấu được bình thường. Điều hành trận đấu ngày hôm nay là anh Chính trong hội giám khảo Hà Nội. Vị giám khảo đầu tiên là anh Sơn trong hội giám khảo Hà Nội. Giám khảo thứ hai là anh Long. Giám khảo thứ ba là anh Hải Anh trong hội giám khảo Hà Nội. Vị giám khảo cuối cùng là em Sơn trong hội giám khảo Hà Nội. Ngay lúc này trên dàn đấu là những chú chim đang rất là đều, đánh rất tốt, chia sẻ với mọi người là như vậy. Thế còn qua cái video của mình, Dũng xin thay mặt cho anh em câu bộ thị xã Đông Triều, Quảng Ninh gửi đến tất cả những người anh em nghệ nhân đã về tham gia trận đấu ngày hôm nay. Đấy, và xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những người anh em trong các câu lạc bộ khác nhau đã về tham gia cái đấu trường của anh em Đông Triều Quảng Ninh ngày hôm nay. Thì thay mặt cho anh em câu bộ, mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người rất là nhiều. Và cảm ơn tất cả các nhà tài trợ cũng tài trợ cho câu lạc bộ ngày hôm nay để tổ chức nên một giải đấu thành công tốt đẹp. Và hiện tại ngày hôm nay thì chú chim 331 đang đánh rất hay. Và chia sẻ với tất cả mọi người, ngay hôm nay chú chim của mình đang đứng biên. Thế thì qua cái yếu tố mà mình chăm sóc cũng như mang chú chim của mình đi thi thì Dũng có hiểu rằng cái chú chim của mình mà đứng biên là rất là nguy hiểm. Đó là cái yếu tố mà thiếu may mắn. Còn chú chim có may mắn mà được đi vào chuyển vào trong dàn nữa hay không thì mọi người chờ trong giây phút để yếu tố may mắn đó nó sẽ đến, hoặc chú chim phải dừng cuộc chơi tại vòng thi đấu tiếp theo. Và cái thái độ ngay lúc này thì chú chim 303 có cái gì cũng khá là tốt, cũng khá là tốt. Thế nhưng mà đứng biên là cái yếu tố mà Dũng sợ nhất trong cái quá trình chú chim này đi thi. Tôi xin thông báo là vòng thi đấu thứ 11 bắt đầu. Rất nguy hiểm, đứng biên thật sự là lo lắng luôn. Và chú chim đang trong hiện tượng không hiểu làm sao mà Dũng lại thấy chân đau.
đang đấu rất hay mà chân lại bị đau, không hiểu mắc vào cái gì đây. Và chú chim bây giờ gần như là bẹt cầu rồi. Và chia sẻ với tất cả mọi người, đây là một người cháu rất là nhỏ tuổi. Và đúng đến ngày hôm nay làm cho Dũng rất nhiều cảm xúc tại sân thi. Đấy, theo chú tận ở Bắc Giang đây để được ngồi chơi và gặp chú. Đấy, con cố gắng phải học thật tốt, vâng lời ông bà bố mẹ nhé. Đấy, còn cứ chịu khó cày view cho chú nhé. Rồi, chúc cho con nhiều sức khỏe và niềm vui nhé. Ok con, nhé. Rồi, chú gửi cho con lên TV nhé. Ok. Vui lắm mọi người ạ. Thật ra là các cháu rất là nhỏ tuổi nhưng các cháu đam mê chim là đam mê từ bé. Đấy, từ bé thế cho nên là cái điều này rất là tốt cho những cháu nhỏ tuổi để tránh được đi những cái thú chơi ví dụ như là game viết hoặc là những cái điều khác. Đấy, chơi chim rất là tốt. Rồi ok con. Thời gian lúc này cũng đã diễn ra trong khoảng là 1 tiếng rưỡi đồng hồ và trên dàn đấu của chúng ta là còn 24 chú chim và đã loại ra là 56 chú chim. Và chia sẻ với tất cả mọi người, đây là một trong những vòng đấu rất là nhạy cảm để chọn 20 chú chim vào top 20 mọi người nhé. Đấu trường 80 ngày hôm nay sẽ có top 20 dành cho 20 chú chim xuất sắc nhất tại giải đấu ngày hôm nay. Chuẩn bị vào top 20 mọi người nhé. Chuẩn bị vào top 20 rồi. Và chú chim của mình vẫn tiếp tục bị đứng ở biên. Đây là một yếu tố rất là thiếu may mắn. Vâng, và xem chú chim nào phải dừng cuộc chơi. Vâng, chú chim 331 dừng cuộc chơi tại top 20 và 308, 325 và 330 là các chú chim 325 và 330. Chúng tôi xin thông báo là loạt đầu tiên của vòng top 10 bắt đầu. Chúng tôi sẽ có 3 phút và hạ 2 chim. Và hai chú chim nào phải dừng đầu tiên tại top 10 của đấu trường 80 câu bộ đấu trường ngày hôm nay. Chúng tôi thông báo là làm đấu hết rồi. Vâng. 364 và 324 là hai chú chim. Chốt hai chú chim 364 và 324 phải dừng cuộc chơi. Và 324 gần như cả vòng không hot rồi. Xin chúc mừng hai chủ chim đã có top 10 của giải đấu trường 80 ngày hôm nay. Chúng tôi thông báo là loạt thi đấu thứ hai bắt đầu. Ăn chung kết đấy. Ăn nhìn biết chơi quá. Vòng đấu hết rồi. Do không có vâng, yếu tố. Và chú chim nào phải dừng cuộc chơi. Một chú chim và 314 phải dừng cuộc chơi. 314 phải dừng cuộc chơi đó là dính một cái lỗi gọi là gãi rỉa tại vòng nhạy cảm và vòng đấu này chỉ hạ được một chim. Hạ được một chim 314. Vòng đấu hết rồi. Chú chim 304 không hot được một lần nào. Chú chim 306, vâng. 309 có bật lên hot được nên là. Và vòng này phải chỉ loại được một chú chim. Chim nước đấu con nào cũng xâm vào nhau đấu hết. Vòng này là một vòng, cả một vòng đấu không hot được một lần nào là chúng tôi sẽ hạ xuống. Đấy là tiêu chí cuối cùng rồi. Nước đấu đều đạt mà không đạt về mỏ thì sẽ bị hạ. Vâng, và đây là một trong những vòng đấu rất là nhạy cảm và làm cho những chủ chim gần như là phải lịm tim. Đấy, chia sẻ với mọi người luôn bởi vì cảm xúc thi chim 373 vẫn ở trên đàn. Cảm xúc thi chim mà khi chọn 4 con vào vòng chung kết là một cảm xúc rất là hồi hộp, lo lắng, bồn chồn. Nếu như vào chung kết 343 379 cho mình là ăn quán quân là cao. Quyết định hạ thì chim 343 và 379 là hai chim có vòng không có chim. Có tình thế có vòng không có chim. Đó là yếu tố cuối cùng săn không mạnh bằng cái chim còn lại. Vâng, chúc mừng. Chim còn lại vẫn nó săn liên tục, không dừng một tí nào và mỏ đấu đâu. Chúc mừng hai chủ chim cuối cùng của top 10 đã đạt được giải thưởng và chúc mừng 4 chủ chim đã có chim của mình vào chung kết ngày hôm nay tại đấu trường 80 câu bộ Trường Hào Đông Triều, Quảng Linh. Vâng. Mình sang bên đây và cho cái chim bây giờ đã chung kết đấy. 343 nhá. Và trên màn hình của chúng ta là 307, 303, bên kia 306 và 373. Chúng tôi xin thông báo là 3 phút của vòng chung kết bắt đầu. Bung xe,
ba bên này là có chưa tốt nhưng mà chưa có mỏ. Ba là bảy có nhịp mà bay ra hướng không có chim đi nhá. Nhắc nhở 307 quay ra ngoài đấu không có tìm mặt đấu, không ghim tìm đối thủ. Nhưng thấy cái chim 303 đấu rất tốt nhưng mà mỏ thì lại chưa thấy có một cái mỏ nào tốt cả. Đấu rất tốt. 303 đang chơi rất tốt nhưng chưa có mỏ. Chưa có mỏ. Và bên kia là 373 cũng đang đấu tìm đối thủ rất tốt và chú chim tại top 10 thì chú chim đang đấu rất hay. Còn vào chung kết thì Dũng cũng thấy chưa có mỏ mấy. Ba không sáu đánh rất tốt. 303 rất yêu cầu nhưng không có mỏ. 307 hot quay ngoài nhiều. Gần nhất vẫn là 307 kìa. Nhưng nó văng ra ngoài. Nó văng ra ngoài. Đúng rồi, nó bay ra ngoài nhiều. 307 là mỏ nhiều. Thế mà 307 á. Vâng, và vòng thi đấu Dũng nhận thấy là cũng không còn nhiều thời gian. Thông báo là vòng chung kết hết rồi. Vâng. Và chú chim nào là chú chim quán quân của giải đấu ngày hôm nay? Chúng tôi xin phân tích trận chung kết như sau. Chú chim 303 thái độ thi đấu rất tốt, thế nhưng mà không ra bỏ đấu được. Chú chim 307 thì thấy độ thi đấu chậm hơn và nhìn độ mỏ cũng rất ít. Chúng tôi 373 xin lỗi, nên là chú chim 303 và 373 là hai chú chim đồng giải ba hội thi ngày hôm nay. Chúng tôi chỉ so sánh chú chim 306 và 307, nhưng về nước đấu là sao 307 giai đoạn đầu bắt nhịp không tốt bằng 306. 306 bắt nhịp từ đầu đến cuối và mỏ ra mỏ đấu ra đủ. Vâng. Chúng tôi đánh giá 306 nhất và 307 gì? Đó là yếu tố cuối cùng. Và chú chim 306 là sẽ là quán quân ngày hôm nay. Và 307 là chú chim giải nhì. Và 373 cũng như là 303 là đồng giải ba mọi người nhé.